như vậy thì rất là may mắn được anh Bảo chuyển cho ba cái phần quà dành cho ba bạn đã có cống hiến cho thương hiệu của nhân viên của chúng ta. Thứ nhất là phần quà khuyến khích dành cho bạn Đăng Khoa, đó là một đó là hai voucher một đêm tại resort Sài Gòn Mũi Né dành cho Đăng Khoa. Dành cho Thanh Tú là chắc bao giờ vậy hay ghi tên không ạ? Mường Thanh Luxury nha nè. Và dành cho quán quân của cuộc thi hướng biển giỏi của trên năm nay, đó là hai đêm bao giờ hai đêm tại resort Palm Garden Hội An. Sau đây xin mời anh Bảo giám đốc thông điệp ghi tên của sẽ được tại ba bên phần quà nha. Xin cảm ơn Bảo. Như vậy thì sau khi có sự công hiến xong thì ba hoa hậu của chúng ta sẽ có chuyến lưu diễn